ai thắc mắc vì sao cái sao nữ Vbiz trẻ mãi không già không? Ngô Thanh Vân, Hà Tăng, Mỹ Tâm, Harry Won đi xì ba hàng chục củ mỗi tháng chứ còn gì nữa. Không sao, mình có cách khác. Một chiếc máy níu kéo tuổi thanh xuân cho chị em phụ nữ. À, máy massage nâng cơ mặt Tech Love. Ta-da! Chỉ cần nghe cái tên thôi là thấy yêu rồi. Một chiếc máy kết hợp hai công dụng nâng cơ nào và đẩy tinh chất dành cho phái đẹp. Các thiết kế dẹp dẹp dễ cầm, chất liệu nhựa nhám không bám vân tay, bào tét các loại mồ hôi phong thấp, khỏi phải lo trơn trượt khi sử dụng. Mở nắp ra thì dĩ nhiên nhân vật chính là tấm đá chất liệu ngọc bích cao cấp rồi. Hình dáng thì được tinh chỉnh để đạt độ cong hoàn hảo và ôm sát khuôn mặt của mình. Bấm nút bên trên để khởi động chức năng chườm nóng với 3 mức nhiệt 43 độ, 48 và 53 độ. Nút bên dưới thì bật chức năng room massage. Sử dụng máy trong lúc skincare để hỗ trợ đẩy tinh chất sâu vào trong cái lớp biểu bì, thấm sâu dưỡng chất, giúp việc chăm sóc da được hiệu quả hơn. Chưa hết, kết hợp ánh sáng đỏ giúp tăng sinh collagen nè, giảm sưng, viêm cho những làn da bị tổn thương. Chức năng trọng yếu phải nói đến là độ rung nhẹ nhàng, vừa đủ để hỗ trợ các thao tác nâng cơ, kéo căng các vết nhăn, rảnh cười, tạo ra đường nét V-line cho khuôn mặt, giúp chị em chúng ta trẻ lâu hơn. Ngoài ra, với độ cong của tấm ngọc, chúng ta còn có thể cạo gió ở những vùng khác như là lưng, chân và cánh tay nữa. Ui da, cái máy gì mà nóng phỏng tay? Đúng là có nóng, nhưng phỏng tay lỡ chất lượng. Mọi người ơi, đồ ngon nha.